Chắc các bạn đã biết rằng hôm nay là buổi họp cuối cùng của chúng ta. Và tôi rất là buồn khi phải chia tay các bạn. Nhưng trước khi học về khóa học này, tôi là một người rất là ham chơi game và thích đọc truyện tranh. Nhưng mà cô giáo đã dạy tôi những thứ mà tôi không, và sau cô giáo dạy tôi nên tôi không có muốn, và tôi đang muốn bỏ chơi game và không đọc truyện tranh nữa. Tối hôm qua tôi đã về nhà và tôi xin lỗi ba của tôi rất là nhiều, vì trước giờ tôi đã rất là bất hiếu với ba. Tôi cứ hay đòi này đòi nọ vì, và sau đó tôi đã cảm ơn ba rất nhiều vì ba đã dạy dỗ tôi từ hồi đó đến giờ.